Ok, hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thêm Kinh Thêm Game. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Wandering Shore. Này là part 3 rồi. Part 4. Thì lần trước là gì? Trên đường đi tìm võ đan. Thì bắt đầu thanh niên quay hu của mình muốn là ghé qua ngôi làng này để học võ công. Thì trong lúc ghé qua học võ công, đã gặp ngay một thằng sư phụ đểu giả danh là đệ tử chân truyền của võ lâm đến để truyền thụ võ công. Đó, thế là bị mình và mình và Wei Hu dạy một bài học. Đó, sau đó là sư phụ thực sự của võ lâm mới đến, thiếu lâm tự mới đến truyền thụ cho Wei Hu một bộ võ công, đó là đây đó. Đánh AOE. Ok rồi, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với chuỗi nhiệm vụ nhé. Giờ hiện tại mình đang có nhiệm vụ là tham gia vào cái nhóm của cái ông thầy Xuân Hu này, nhưng mà hình như là Vịnh Xuân Quyền đó. Không được, chưa nổi, nên giờ mình sẽ đi gặp Pai Jin trước đã, để mời thanh niên nó vào nhóm đã. Ship để chạy, nhấn ship để chạy. Mình gặp nó ở cái khu rừng hoa đào rơi. Mới mở lên cho anh em coi dễ tìm cái đường này. Khu rừng hoa đào rơi như phía bên đây. Đúng rồi. Hoa đào rơi chỗ này ta. Như bên đây. Ủa, đâu? Ủa? Nhầm à? Đây. Không phải. Ở đây. Mental Form Horror. Đi qua đây. Trước mắt là mình cứ gặp thanh niên nó đi đã, tiến tiếp. Mình còn nhiều địa danh chưa vào lắm. Vào nhóm với em đi anh ơi. Mình gọi nó là đại ca. Đây rồi. Hello. Cậu có thích cái khung cảnh ở đây không tiểu đệ? Hoa rơi à, éo thích anh ơi. Được rồi, ta không nghĩ là cậu lại nghĩ nó như vậy đâu. Manner, đại ca, cái gì vậy, trời ơi, nhanh lên. Nhưng mà những cái hoa đào này thì không cái gì đó kế hoạch nào để hay không. Ta sẽ lấy rượu tất nhiên rồi. Nếu cậu đi về phía nam đến Tan Chan City, nơi mà bọn cái bang ở đấy á, thì cậu có thể. Nhưng mà gì đó đến cái bang tìm điện rồi. Ok. Coi thanh niên. Ui 40 rồi nhé, invite 60 với invite được. Gip. Anh dai thích gì nào, anh dai thích gì em tặng cái đấy, 14 cái này anh dai. Bao nhiêu, tăng lên nhiều rồi. Wow. You have beautiful gì đấy. Will you subscribe build? Ủa là sao? Nếu cho tặng à? Mày ép tặng anh cái bình này coi. We have a different scenery and dedication right in front of us. You should spoil you by taking out this war with the item. Nói chung là anh không cần gì, thôi. Em đi làm nhiệm vụ cho anh là được chứ gì. Học quen với anh rồi, khó khăn quá. Giờ là đến cái gì? T cái nào? Gần đến Tan Chan City. Lâm Liquid Tan Chan City như gần đâu đây. Tan Chan Chan biết là đây là Wu Dan.
Thanh Trang rồi. Ghé vào võ đàng phát nhỉ. Sân khấu nhưng mà sẽ phải có mấy mảnh vải trắng ở kia nhỉ, nghĩ là nó chỉ dùng cho đám tang chứ. Xin mời vào Trang City. À, có thể đi vào bất kỳ đường nào nhưng mà đừng có đi qua cái sân khấu này. Tại sao lại có một cái sân khấu lạ ở giữa thế này? À, nó thì là một cái bí mật của chúng tôi. Ngay cả chúng tôi cũng không biết được lý do. Nhưng mà nếu mọi người đi qua cái này thì con quạ nó sẽ móc mắt. Những con quạ nó sẽ móc mắt đấy. À, trưởng lão thì đã yêu cầu là không được ai đi qua đây. Còn nào Big King People 2 quen mọi người đến thế nào? Bộ này nhiệm vụ gì là làm hết đây cái nào, lên lịch thì không cần cho anh à, lông liquid quỷ không yellow liquid quỷ có kỳ lâm ở đâu ta, đây để học võ thuật này. À không, chúng mày phải đến đây sau khi, à bọn mày đến đây sau khi nghe thấy cái tên tuổi của tao mà Mao Tần cân què gì đó, mày không Mao Tần còn quần què à, nó là một cái tên à, ghê đấy. Nhưng mà nơi này có phải là nơi của cái bang đóng quân không nhỉ, tôi thì phải cần, nhưng mà tại sao khó khăn khi mà mở một cái lớp võ thuật vậy? Câu hỏi thì nó ngu ngốc, mày thấy bao nhìn thấy nhiều, mày nhìn thấy tao có bao nhiêu đệ tử ở ngoài kia không? Bên cạnh đó thì Gian Phu Thao ngay dưới chân núi Shaolin đấy, tại sao mày, tại sao tao không thể đóng quân ở đây? Nhưng mà tại sao có rất nhiều những cái bang phái nổi tiếng, tại sao mọi người không đến đó? Nếu họ cũng học võ thì nghĩ là mọi người thì đều có thể trở thành đệ tử được cả. Mày thì phải là thầy tu và phải vào đó rồi sau đó cái gì gì đấy, hoặc là một anh mày mới vào được cái bang, mà chỉ cần học những tiêu cơ bản thôi, nó sẽ rất tốn thời gian để học. Nhưng mà nếu mày học ở đây thì mày sẽ học được những gì mày cần, không phải dễ hơn à? Ừ, được đấy, được rồi, nếu mày muốn trở thành đệ tử của tao hay không, mày muốn trở thành đệ tử của tao hay không, chúng ta thì gần đủ rồi, mày không có cơ hội nào đâu. Thực ra thì tôi đã pass rồi và tôi đến đây để xem thôi, và tôi chỉ đi qua đến đây xem thôi. Vậy mày sao không nói với tao sớm, tốn thời gian với mày. Thôi được rồi, do nó mới xảy ra nên tao cũng cần mày giúp vài thứ, mày có làm cho tao không? Làm luôn, được rồi, hay lắm.
Bây giờ mày đến một cái câu lạc bộ khác. À, tao thì đang vận hành cái này và tao cần thuốc để chữa trị cho mọi người gần hết rồi, nhưng mà Quang Do ở Tây Trang City thì có nhưng mà chưa đưa cho tao. Vậy nên mày đến đó lấy giúp tao nhé. Thế thôi, làm nhiệm vụ giúp đời. Waiter này chắc là quán rượu vô luôn. Đây, ai đây? Ao sở tán lịch luôn. Yeah. Chơi đi. Sở ba bâm. Lâm Liquid về đây không? Đúng rồi. Lâm Liquid. Dọn dẹp tiền, dọn dẹp thì quá nhiều rồi, tiền thì không đủ. Cần dọn dẹp gì vậy thưa ông? Dọn dẹp dọn dẹp tiệm quần áo thì cần phải bỏ tiền ra là được tham gia. Vậy nếu muốn vào cái ban thì sao? Không phải tao nhưng mà cháu, không phải tao, tôi nhưng mà cháu của tôi muốn vào. Cậu ấy thì không muốn trở thành một cái ban nên nó đã mở một cái tiệm quần áo, vào tiệm quần áo, nhưng mà quá nhiều người muốn vào đó. Bên cạnh tiền thì phải cần thêm một số cái loại cúng vật khác. Nghe nói là có người bán hàng Miao thì thường đến đây, và là nó nằm ở phía tận xa nhất về phía nam của thành phố. Thì bán hàng đó thì có những món rất là hiếm, bạn có thể đi check tao được không? Ok. Chơi bát nào. Bấm đi quỳnh. Quán rượu ở thành phố mà có thế. Hit water thôi, mình chưa liên quan đến cái bàn lắm, đi làm nhiệm vụ ở ngoài chứ. Vinh dân liquid xong rồi này. Bao tần tắt thời và vàng hưu linh đi đâu qua doctor
Steven Cooper and wife by Jane Sutton, Jan Spexel, founder of Jan and Solid Glamour. Khó thế. Jan Fong và Inspector thám tử, nói chung là phải gọi là cái gì đó, người đi điều tra muốn đến Pao Shop ở Pinkan City, ông đang ở Bắc Kinh, Pinkan City. Solitary Glamas là ở đâu? Trưởng lão các bạn, member only, phải nổi nghiêm ngặt thế. Lại member only rồi. Ủa?
Bên tàu đúng không? Gì đâu? Này câu cá dở quá. Ok. Là món gì? Không ghi đây cho mình biết nhỉ? Mời cha nè. Hay là cái này Well Crab Golden Lotus Button Tea. Mình kiếm. Đây là Treasure Van Fornit Van Brand Van Lotus Na di vàng di giáo nhà bé có gì. Thôi cứ đi con kia xong rồi. Ông ơi, cho chúng cháu đi qua bên kia. Đúng rồi, Na Di Giang đúng không? Ừ, cô cá nhé. Bắp mà cha. Cảm. Nắp nắp rộng vãi nổi. Na Di Giang rồi, chết mẹ. Thì đéo đến đó đơn giản như vậy. Cần phải tiền mãi lọ, nhiều mây phải. Đang hành tẩu giang hồ. Dừng lại ngay đấy. Có ai được vào đây đâu. Cay vậy. Di Giang bị mất mò, đang display. Đây vậy. Đây lúc rồi, qua thấy cả lúc. Bứt luôn. Một chơi xâm. Đây là xây xây from the market. Ây da. Đây nhờ. Đây mới tôi gồm Jin Diana Bớt. Đây là nam nha. I need to go Nam Gia in the West. Để kéo lên. Rồi rồi rồi, chưa làm được vụ này đâu. Đây đại ca ơi, đồ của đại ca đây. Ra rồi.
Nếu mà muốn trở thành đầu bếp thì phải cần một nhà hàng. Đẹp quá. Gặp nhau đi. À, thì lúc này có người cái bàn đi tìm kìa. Ồ, đây là những người ông già trong cái bàn. Làm cho tao thấy buồn rồi, làm thấy không vui rồi đấy. So, what is this? Why do you care? Đấy, quan trọng bởi vì ICT là địa bàn của cái bàn. Xin lỗi nhưng mà có vẻ chúng ta hiểu nhầm gì ở đây rồi. Không có hiểu nhầm cái gì hết. Đến đây, bye gì? Thật là thú vị bởi vì khi mà chỉ lâu cái gì đấy. Let her lo cái gì đấy. Này, hãy thể hiện sự tôn trọng đi. Hoặc là mày sẽ phải ném cái gậy của tao đấy. Nào, hãy thể đưa cho ta coi xem cái gì gọi là võ công đệ nhất thiên hạ nào. Vào đây, chờ đã nào. Tôi và Jin và tôi thì chỉ mới ở vài ngày ở đây mà uống rượu thôi, để ngắm hoa thôi. Chúng tôi không muốn có mất tôi, chúng tôi không phải là những tên trộm tên trang đâu. Đó là gì? Cái đó đã xảy ra cái gì 10 ngày trước rồi. Và 6 căn nhà ở tên trang thì đã bị ăn cắp. Và trong những vài ngày gần đây thì nó đã bị không có ai đánh cắp nữa. Điều đó chứng tỏ mày chính là người ấy gì đó. Chờ đá đại ca. À, có đúng không nhỉ? À, ta rất cảm kích vì cậu đứng phía ta tiểu đệ. Nhưng mà bọn chúng đã đi theo ta. Đừng có... Và bọn chúng chỉ muốn bắt ta thôi. Đừng có để liên lụy đến mình. Đi đi. Ta nghe đến có một nơi tên là PCP ở bên ngoài Sungubat ở phía nam. Nơi đó thì có một gì đó. Nếu mà cậu vẫn muốn coi tôi là một người bạn thì hãy gặp tôi ở đây. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức rượu. À, chết im. Chết thôi. Đặt nhau luôn. Đại ca, trời ơi, không sao. Cái này nào quay một chút đây, với nhau.
chết cho tao, mà chết cho cả tao. Bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn mày đâu, cứ chờ đấy. Nhập chuyện với đại ca. Có vẻ là ta lại làm liên lụy đến cậu rồi. Nhưng mà có đúng là anh chịu trách nhiệm cho việc ăn cắp ở trong thành không vậy? Ta thì không bao giờ nói dối đâu. Cái gì? Ta chưa bao giờ muốn nói dối. Đúng vậy, ta đã làm đấy, nhưng mà tại sao? Tại sao anh lại ăn cắp những cái đó? Ê, bây giờ hút rập à? Tại sao không nói về cái báu vật của bạn? Ta thì thích báu rượu hơn là báu vật, nhưng mà bây giờ thì ta lại muốn tiền, có gì lạ không?
Được thôi. Nhưng mà em sẽ không tham gia nếu mà anh không nói với em tất cả. Thực ra anh muốn làm gì? Được thôi. Chúng ta thì vẫn chưa đi được một nửa của cái khu rừng này đâu. Qua những cái gì mà ta biết được từ cái bang thì chúng ta cần phải kết thúc những gì chúng ta đã bắt đầu. Chúng ta sẽ khám phá khu rừng này trong vài ngày tiếp theo được không? Sau đó sẽ đến nơi mà ta đã nói. Cậu nghĩ sao? Làm cùng ta không? Cứ thoải mái đi. Cái từ này quá. Yeah, 55 rồi. Từ đây có bọn công mới này nha. Double hit. Cái gì đây? Hidden weapon section luôn. Ok, Lin xin các bạn các bạn các bạn các bạn biết Nanaho biết cái gì thì kêu em bà cái này không thanh trang đó rồi hết nhiệm vụ bên này rồi mình đã bắt đầu rồi. Thử tặng quà là 55 rồi đà này nó tặng được quà nữa cực luôn. Tặng mày đồ đẻo thôi. Có ra. Hay lắm. I have same idea. Yeah. Thế là ta đã có đại ca tham gia vào nhóm rồi. Đại ca dùng vũ khí thì cùi vậy đại ca. Buồn đại ca lắm. Trời ơi cái nón của đại ca đang vứt đi đại ca ơi. Giờ này thời buổi này ai xài ba đồ của bác ra nữa đại ca. Hết ra ngon á. Ra được quy quy là mana đúng không? 71, 74 là năm sáu sáu rồi ok rồi là coi đại ca học được cái gì nào cho đại ca học nào đại ca học ké sách của em đó nha đại ca cho đại ca biết chó rồi đâu còn học ké của em không buồn đại ca lắm luôn ok đại ca có gì nào bay anh biết thì anh đi quyết được rồi tất cả nè chưa cái gì đây này tối đại ca thì chưa có năng lực gì đó ui rồi là có đến 400 điểm ấy rồi này kim Xoài bít bên này này. Đây bằng 5 này. Ok. Dùng vài cuốn sách cho đại ca luôn.
Anh không cần nói với phụ đâu. Đang thật đi vậy. Thì vô cao sắp bình can mà sẽ hết bình can hoặc bình chai quét mặt đi bình chai đi ở quét và trung văn phát quýt hai dinh từ từ ra tiếng sau đi can cờ liên phi này mau tình mass doctor kim yon đốt tự nhiên do ở đâu quay lại là City lần nữa. Yêu linh cho mấy hả? Ta đã nói nhiều lần rồi. Đấy, ta đã quên mất. Cái bàn đã mua rất là nhiều rồi. Hiện bây giờ thì ta đang tạo ra thêm, nhưng mà không có đủ nguyên liệu. Nguyên liệu cần là gì để ta lấy cho nào? Còn phải cả cái mountain. You can kill tiger. Mountain tiger roar. Làm nhiệm vụ bộ này cũng là một cách để thêm cái thực lực của mình đến đâu rồi để định là đi làm tiếp hay không. Và ba nhiệm vụ đơn giản này cũng kéo được hết thu nhập được. Ba tình ba cái bộ mà cái
đổi chi tiết kia được. Đập nổi em. Tay rồi lo bán gì lấy đồ thôi mà tay vô con thì đập nhau bọn phép thì không đứng yên và để ăn không qua rồi. Đây là khả năng di chuyển nhanh hơn để đẩy đặt ra phần ra tay đó. Chết đi chết đi. Cân nổi 500 bằng đấy. Rồi để coi này đi ra phía sau lưng. Sau lưng đây là có thể dùng mai tiền đập cả đám. Là lùng mai này đập cả đám luôn. Bên hông biết nổi đứa và em đứng đây nghe em đi không có thể hồi máu cho bạn mà tăng tiếp đi bạn. Ui dạ, quay qua đã đánh đại ca. Ui dạ, nó đánh hai đứa. Ui dạ, nó quay nó đánh đại ca. Đánh đại ca kìa đại ca. Đại ca làm tí thì đại ca qua đây đứng. Chết mày, ba đứa này đi. Nó nói cho bản thân. Đúng là vẫn đùa với đại ca sao. Chết đi. Đã có du lịch rồi. Thôi chết. Quỳ hưu rồi. Chết đi. Đang yếu thế. Chết hai đứa không? Chết được con đứa không? Chết được cái cháu. Chết rồi. Đại ca ơi làm sao đây. Thôi hồi nãy nó có lưu một hay quá. Điền má điên thế nhỉ. Lưu thì bị lục nào. Đi khám phá chỗ này đi. Ghét
báu vật gì đấy. Đánh xa vậy, đánh xa quá đơn giản. Hồi máu này bạn là bao nhiêu? Chết mẹ, chết rồi. Chết được không? Ngon này. Chết đi mẹ. Nhiều chuyện. Đùa với anh em tao. Vặt kiểu có gì lưng hết. Vặt đổ thù lao mới lao. Chưa đi hết kiểu gì. Coi thì dữ lắm. Đúng, đây là cái bật đang bật tác. Đây là cái bật đặt 42 BDK. 1 BDK chưa đéo này mà. Quên, đấy là chưa đổ đồ cho đại ca. 115 này. Trên 61 là 589.
càng ngon hơn. Di chuyển cơ bắp. Năm, chín, tám, chín, chín, hai. Chỉ có lát càng thấp hơn có lát xịn. Mỗi tăng lên thì Mediation Point là 24, 16, tăng lên được 10. Ghê vậy. Cái này tuy không có tác dụng gì nhưng mà ít hơn và lại xịn hơn. Nên có 170, 170 lắm. Đâu bằng vào việc gì đâu. Ồ. Này lên level 5 thì được rồi. Còn là muốn tăng để lấy vào cái kia là phải tăng ở đây. Không biết ngon. Tăng ít tăng được nhiều, cái này cũng tương tự vậy. Không, chỉ tính cho cái QTV này thôi. Quê, vậy thằng này cũng vậy luôn. Thằng này cũng vậy luôn. Vậy thì đừng có tăng những cái này luôn. Này,
90 hả? Ôi trời. Quy à, quy tầm lắm mà phải trời 30 xe quy đâu cần đâu tầm này lên ghép đi này tầm bay đường tầm xíu vào đây. Mình hơi tốn nhiều quy. Chán không buồn nói luôn. Ôi trời. Ôi trời. Chết rồi.
một con sau con trước. Chết luôn.
ok ngon. Tối ưu ba cái chết à, cái chết tưởng chưa bị chết chứ, đến cạnh chính này luôn, ngon lành luôn. Ây da, kết rồi. Rồi dứt bồn xong. Bốn. Điên. Chịt bồn xong. Chịt bồn xong. Đánh đứa tác đi, đừng có sao. Hư, mà đừng tâm. Ôi, trời. Đứng ra à. Thế độc quyền rồi. Thế độc quyền rồi. Thế độc quyền rồi. Chết đi.
đánh được đấy. Một cái nỗi đánh thì đánh được sao cả. Chết luôn rồi. Đâu quá. Ơ đi. Chó má vậy trời. Rồi. Đó thì mạnh vậy. Điên thật đấy. Không có chỗ nhà để nghỉ luôn. Đầy cũ rồi đấy. Vãi trưởng. Sương hổ nó khó khăn thế. Lâu lại
yên sợ. Giờ mình lên tăng cũng được. Máu
đâu. Cái đúng điểm đấy. Ừ, cái đúng điểm đấy chắc. Ở đây mày chết rồi ta chưa chết chưa chết chưa chết chết chưa chết chưa chết chưa chết chưa chết. Ừ, hay lắm. Chết không? Chết luôn. Kéo chết. Ha. Bật nhỉ. Rồi, trở về. Đây, đây. Vừa mới rất mỏng. Cái này nó không có kiểu loát ra ta, loát lại game ta. Chết. À hay quá. Chỉ bay rồi.
thế thì nổi không? Được, được. Cố gắng chịu đựng đòn này thôi. Hay quá. Này. Xong, hay quá. Ba thằng anh hại. Đấy, chứ cái lưu của ba thằng anh hại. Chả thấy mạnh mẽ của mày đại ca đi đi cướp vặt. Nghỉ ngơi đã. Nghỉ ngơi để tiết kiệm cả đống tiền luôn. Bơm ở cái kia đâu có đầy được hết mọi thứ đâu. Nhất thời thôi. Này là tuyệt nhất. Thấy ông ơi. Được rồi, hãy đưa nó cái siêu siêu. Cảm ơn ông. Rồi, đưa qua cho thằng kia. Nhiệm vụ được cái vẹo thì nó thấy có vẻ khó. Đây bạn. Wow. Đây bạn cho mình cái gì vậy? Ô. Còn đây. Ui. Cần phải bạn không bạn? Nó xịn dữ bạn. Kiếm trong đẹp. Cần phải vậy không? Chỗ nhiệm vụ xin, nhiệm vụ xin. Hùng 35. Đây lúc bán đồ bớt rồi đó. Lúc bán đồ bớt rồi đó. Nhiệm vụ ngon quá, không một đồng. Chê giờ thì bán, chê giờ thì bán. Club 7, Club 10 bán, Club 10 bán là sao? Lát 9 bán rồi. Lát 9 bán rồi. Lát 9 bán rồi. Lát 9 bán rồi. Rồi lát 8 được rồi. 9 được bán rồi. 8 được 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 rồi.
Glass cũng quan trọng lắm. Biến đi. Biến luôn. Thế là thằng này đã chuyển qua kiếm ta. Trên đà 8 luôn, rip nhiều lắm. Mà rất tiếc là mình không có nhiều basic không. Chả có. Cái này đang 200. Gì để mua không có luôn. Buồn. Quá là buồn luôn. Ủa, cái này đánh nhau xong tăng nhiều điểm vậy. Reflect water mantra, but I said that they are powerless water, they are all living creator. You have to recite the mantra before you can drink. Tất nhiên rồi. Excuse me, sir, moment please. Thank you.
khá nhiều nhiệm vụ. Kinh. Wow, vậy. Sure. Quá trời nhiệm vụ luôn. Rồi, rồi. Khảo sát tình cảm với Liver. Liver nó xỉn từ Giang Bang Long. Quay về Giang Bang Long. Mới nhất này, đó ác lưu như content. Liên minh hiệp hơn Murder này. Bao mày hay có đẹp hớp shop. Rồi, năm khi ok. Ask so to help sell the kind of it now in next material club. Okay. What? Next material club. Submit. Okay, yeah. Red Copper Sapphire.
Bắt đầu. Giờ ẩn đến bao quanh si thì múc căng hút này là gì do hết cần tên hoa hôm nay đây hết hết rồi hết rồi đây cái đồng giải quyết những trong thành nữa các bạn. Ủa, cái đồ ra đâu rồi? Tại được rồi. Nhỏ nó trốn đâu ta? Đùa với chú và cháu. Đây rồi. Đây rồi, cái bình tìm cháu rồi. Sắp vậy. Xong rồi. Được cái điều. To power shop in the wet pink can wet tay power shop như thế này impossible đây thì lâu sao đây ngon ngay mẹ mày. Coi bay chết mẹ rồi. Ủa anh mạnh dữ vậy hả? Ừ. Không biết đấy tim anh đòn chứ. Xin phép anh luôn. Chắc là luôn. Kiểm soát bằng luôn. Kiểm soát bằng luôn. Kiểm soát bằng luôn. Anh cũng ghê lắm. Cũng ghê lắm.
ra sớm đấy. Được các bạn luôn. Một bạn chết rồi các bạn. Bảy luôn hả? Sao? Chưa? Mình làm mày muốn gì? Đu chất quay đúng á. Mẹ rồi. Đi vào nghỉ ngơi gấp. Lát nữa nó kéo quan binh ra nó đập cho. Giờ mình cần đi đến Mức Quang Điền Ga Đờ. So với cái mách về Mức Hút này, Mức Hút này. Đây là Mao Văn Di Mức Hút luôn. Xong rồi trở về lại Giang Thăng Long. Gì đấy thì thôi nó thật mau quan gì à phức tạp vậy à? Biết chân làm còn nhớ mình không mau quan gì đấy mau quan gì vai sợ tôi. Có mặt cái nhé.
đi đi. Hay quá, ta lắc được rồi. Chạy vào đây. Cực luôn. Mất quốc là cái gì? Cảm giác như đau mắt của trời. Mất quốc ở đâu? Quốc mất xa quá, mang thai rồi. Hết bài đó. Cốt thì nó lên cho mặt kỳ cốt tinh thần si kỳ này mất cốt này tổng đội của bác thế này. Ok á đủ đây chỗ của tao trả tiền không có tiền biến đi. Sao rồi được không à. Vậy thì mày là cái gì bay à? Tao đã tạo ra nó thành chiếc tiền ta cho tôi, tôi sẽ không làm bạn như vậy lần nữa đâu. Được rồi, có gì không đưa đây à, cũng được. 2.000 tiền okay, tạm tha cho mày. Thử xem đi lấy cái này là múc quang gather poisoned insect à, ok centipede with spider centipede with spider
Đứng yên. Ra đây một chút. Đứng yên. Mày thủ thế đây. Đứng yên. Rồi, một chó cái đường đi làm đi. Được rồi. Chết thì chết thì này thì xem thì về đây quá luôn. Rồi. Tôi sẽ phải lấy cái tao càng chắc chắn tao. Tao. Chào máy nữa. Cô bình tĩnh nào thì lưu đúng vậy. Xe impressi đâu đi vào tí ba người mà. Attack mãi mãi.
tất nhiên rồi. Mắt mở bề, mắt thức bề, về đủ. Về đủ mắt bằng. Mắt bằng cả mắt này. Tay của bác này của bác luôn. Áo của bác này của bác luôn. Bác này có một cuốn về này. Đây là hai đình và chân. Coi sạch. Hello. Đắp bổ trời. Đi ra trong phần ngữ này trước. Penetrate the target. Đặt khoe cái này tuyên đi 5 6 8 đi vào tay vịt. Tại ngoài apply sẽ tắt ngoài em sẽ tắt đi vì tay vịt mà về được cover 1% ngoài sẽ tắt set vịt đi tắt 33% up to 10 stack. Ngon lắm. Quay trở ra đã. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Quay về Vinh Cang. 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 Quay đây rồi. Tiếp đến là dành cho thằng này. What? What? Set hang leave a poison. Đây không phải là Du Quang Sơn Linh hết ra được top spider phải không? Đúng vậy, tôi có 5 phần này được rồi. Đó gì đó. Nhưng mà dùng cái này 2.000 cho một cái. Hả? Đùa tôi đấy à? 2.000 cho một cái. Đó không phải là việc của người. Đó là con áp của điều. Ừ, như gì đó. Như vậy cũng có lần thôi. Không còn là another. Do you have any idea? Who the top guy the E4 đéo quan tâm rồi sao. Mít sang Vũ An bình tĩnh nào, chúng ta đã có trước với nhau rồi mà. Có cần mình phải ra tay không? Có cần anh phải ra tay không? Hãy dừng lại, tôi sẽ đưa đủ 10.000 được đấy hay đó. Đem được và biến đi. Đừng có để tao nhìn mặt mày. Cảm ơn rất sự giúp đỡ. Tôi cũng nghĩ rằng cái gì đó thần quái thì mày giúp đỡ. Mình tính đi. Bây giờ đây thì các bây giờ tôi là từ bio. Tôi ở đây từ nhỏ. Tôi là Du Quan gì đó. Bây giờ thì cần hẹn gặp lại cô. Cái gì đây là Masterpiece. Masterpiece 76. Đồ cùi quá. Đồ cùi quá. Cùi luôn bạn ơi. Nói thiệt là đồ của em gái cho hơi bị cùi em gái. Buồn quá, buồn đấy. Rồi, tiếp theo là 10 10 nhà đâu nhỉ?
Go back to Corridor Song. Corridor Song là nhờ người ta. Ngon. Ủa? Corridor làm cho party để làm gì? Pink Corridor to Constable Deliver Mr. We a message to Yang Pan Long. Yang Pan Long đây. Kiếm ngon. Bíp 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 tặng này. Đồ là của nhất thì tặng trước đây. Tặng luôn. Xanh à, xanh trở lên à, kiếm xong ba này đúng không? Tiếp tục tiếp tiếp gì 40 rồi. Bộ gì sao hiểu thế nói lắm vậy rồi bình tĩnh đi giờ thì tìm con nhỏ đã như trong đây 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 wow. Đâu rồi? Ở đây chung kia chung kia 5 PM. Tay thôi hút xong uống luôn. City do play with ta and me. Được rồi, cậu đã ở đây rồi thì đừng có che giấu nữa. Người bạn trẻ cái gì đã làm rất nhiều chuyện rồi. Triều đình thì nợ cậu, thì tôi muốn cậu ơi, tìm tôi, cảm ơn. Thế nhỉ?
đan dược thì kìa. Tiền rồi, ok giờ quay về trả nhiệm vụ cái này góp được rồi. Tìm được một em gái nè, tập sau sẽ cố gắng cho em gái vào đội. Rồi tôi nói gì đó được rồi. What that to do, xong rồi đó. Giờ con này ok mới nè, cái này là nhiệm vụ của thanh niên mới vào nhóm này. Cái này thì phải rồi, cái này xong rồi. Giờ con đưa con mở ra đi nè. Thấy mình mua được một món rồi đó. Bước ra đi xem. Mua gì? Sao hết cả cái gì ta? Không nè. Chắc hẹn lại qua video lần sau, các bạn thấy hẹn nhớ đăng ký kênh nhé. Ok, bye bye.